Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài đầu tiên. Chúng ta sẽ biết được năng lượng là gì. Mình sẽ dành một chút nói qua rằng tất cả mọi thứ đều là năng lượng. Dù là cái hạt phân tử nhỏ, cực kỳ nhỏ, thì nó cũng luôn luôn chuyển động và nó có năng lượng. Cho tới những thứ to hơn, kể cả một thanh kim loại hay một cây bút như thế này, thì nó vẫn luôn luôn chuyển động. Bên trong nó là những cái phân tử, nó luôn luôn chuyển động và nó có năng lượng. Chuyển động có năng lượng. Và chúng ta hay là tất cả mọi thứ, kể cả hòn đá hay tất cả mọi thứ đều luôn luôn tự chuyển động và có năng lượng. Trái đất cũng tự quay quanh chính nó và tự chuyển động. Cả thiên hà, cả vũ trụ, tất cả đều luôn luôn chuyển động và có năng lượng. Và bây giờ các bạn có thể kiểm tra cơ thể các bạn chính là năng lượng. Bây giờ hãy xoa hai tay vào nhau thật mạnh trong vòng 10 giây cho nó thật nóng đi. Thật mạnh cho nó nóng, nóng bừng lên. Rồi sau đó để cách nhau khoảng 2cm thế này. Hãy nhắm mắt lại và hình dung trái tim của bạn có màu đỏ và nó đang tỏa ra năng lượng màu đỏ đi vào lồng ngực của bạn và đi ra truyền vào hai cánh tay của bạn và truyền xuống thoát ra khỏi hai lòng bàn tay. Hai lòng bàn tay của bạn đang phóng ra năng lượng vào nhau, tạo ra năng lượng ở giữa hai lòng bàn tay. Hãy liên tục hình dung trái tim của bạn tỏa ra năng lượng màu đỏ đi vào lồng ngực và truyền vào hai cánh tay của bạn và phóng ra ngoài qua hai lòng bàn tay. Liên tục hình dung năng lượng đang được phóng ra vào hai lòng bàn tay của bạn. Liên tục hình dung trái tim đang tỏa ra năng lượng màu đỏ đi vào lồng ngực và truyền vào hai cánh tay và phóng ra ngoài hai lòng bàn tay của bạn. Đúng rồi, tĩnh tâm. Và bây giờ bạn có thể mở mắt ra và nhìn vào video, để hai tay kéo ra kéo lại như thế này, cảm nhận nguồn năng lượng ở giữa lòng bàn tay. Bạn có thể làm lại nếu mà không cảm thấy, bởi vì khi bạn mở mắt ra thì cái sự tưởng tượng nó cũng bị yếu đi. Bạn có thể làm lại trong khi nhắm mắt, đưa hai tay kéo ra kéo vào như thế này và cảm nhận một cái lực hút đẩy giữa hai lòng bàn tay. Và bây giờ hãy nhắm mắt lại, tiếp tục cảm nhận cái nguồn năng lượng này. Tiếp tục hình dung trái tim bạn đang tỏa ra năng lượng màu đỏ và đi vào lồng ngực và truyền vào hai cánh tay của bạn và phóng ra ngoài hai lòng bàn tay. Bây giờ hãy hình dung hai lòng bàn tay của bạn phóng ra nguồn năng lượng và nó cuộn tròn lại giống như một quả bóng. Đúng vậy. Hãy phóng nhiều năng lượng hơn nữa, hãy hình dung phóng ra nhiều năng lượng hơn và đưa hai tay của bạn rộng hơn để cho quả bóng to hơn. Tĩnh tâm. Và hãy ấn nhẹ tay và lại đưa tay ra để cảm nhận cái lực đàn hồi đó. Đúng rồi, bạn sẽ cảm nhận được lực đàn hồi. Đó chính là năng lượng. Năng lượng của trái tim, năng lượng của cơ thể. Bạn cũng có thể yêu cầu một ai khác đưa lòng bàn tay của họ vào giữa hai tay của bạn và bạn ép như thế này. Họ cũng cảm nhận được cái lực đàn hồi tác động lên tay của họ khi họ tĩnh lặng và thả lỏng. Hãy nhớ luôn hình dung tay bạn phóng ra năng lượng từ trái tim. Bạn sẽ cảm nhận được một lực đàn hồi. Có thể mở rộng nó to hơn nữa cho tới khi không cảm nhận được nữa, nó rất là to. Rồi, chúc mừng bạn. Bạn đã cảm nhận được năng lượng rồi đấy. Tất cả mọi thứ đều là năng lượng.
đều là năng lượng hợp thành tất cả mọi thứ. Và cái năng lượng mạnh nhất đó chính là năng lượng của tình yêu thương. Tất cả vũ trụ này được liên kết bởi tình yêu thương, và tất cả chúng ta đều có năng lượng đó ở trong trái tim và trong cơ thể. Bạn cũng có thể không cần phải chà tay cho nó nóng để cảm nhận năng lượng, chỉ cần bạn hình dung thôi, chỉ cần đưa tay ra và thả lỏng, tĩnh tâm và hình dung năng lượng từ trái tim, năng lượng màu đỏ lan ra trong lòng ngực, lan vào lòng ngực rồi truyền qua cánh tay, đi vào lòng bàn tay và phóng ra vào lòng bàn tay. Bạn sẽ cảm nhận được cái nguồn năng lượng đó, và đây chính là nguồn năng lượng để chữa lành trực tiếp khi bạn đặt tay lên cái chỗ bị tổn thương của chính bản thân bạn hoặc của người khác và phát ra tình yêu thương vô điều kiện. Và mình sẽ nói rõ cái việc chữa lành bằng cách đặt tay này hơn trong những video tiếp theo. Ngoài ra mình cũng muốn giải thích thêm về cái phần tưởng tượng hình dung. Bạn có thể tin mình hay không thì tùy, mình không yêu cầu các bạn tin mình, vì những cái gì mình nói ra nó đều là giới hạn rồi. Tất cả chúng ta đều là đấng sáng tạo, có thể sáng tạo ra những cái vượt ngoài tất cả mọi niềm tin. Cho nên những gì mình nói ra các bạn có thể tham khảo và có thể sáng tạo ra nhiều hơn nữa. Và cái điều mình muốn nói ở đây đó là sự tưởng tượng. Vũ trụ vật chất tồn tại thì cũng có vũ trụ siêu hình, cho qua mắt của chúng ta, mắt thịt này không nhìn thấy, nó chỉ nhìn thấy được một số dải ánh sáng nhất định. Tai cũng vậy, chỉ nghe được một số âm thanh nhất định. Mèo có thể nghe tốt hơn, chó có thể nhìn thấy những thứ mà con người không nhìn thấy. Do đó, không phải những gì chúng ta không nhìn thấy thì nó không có. Giống như năng lượng vừa nãy đó, chúng ta không nhìn thấy nó nhưng có thể cảm nhận được. Và cái sự hình dung tưởng tượng cũng vậy. Khi chúng ta hình dung và tưởng tượng càng rõ ràng, càng chi tiết thì trong cái thế giới vô hình nó càng hiện lên rõ ràng, ngay lập tức, không có độ chậm trễ. Và vì vậy, bạn càng tưởng tượng mạnh mẽ như thế nào thì nó càng mạnh mẽ, nó càng hiện hữu mạnh mẽ như vậy. Rồi, ok. Bây giờ các bạn có thể tự thực hành lại cái bài mà cảm nhận năng lượng nhé. Rồi, gửi tình yêu tới tất cả các bạn.